chào các bạn đã quay trở lại với Gia Bảo Luxury Channel. Ngày hôm nay thì tôi cùng với các bạn sẽ đi tham quan thị trường đồng hồ Dubai. Và ở đây chính là một khu mà rất là nổi tiếng trên rất là nhiều YouTuber đã review, đó chính là khu chợ vàng. Ở đây thì chúng tôi có phát hiện ra rất là nhiều cửa hàng đồng hồ ở tại khu vực này, và mức giá sẽ như thế nào các bạn hãy cùng chúng tôi tham quan ngay sau đây các bạn nhé. Dubai các bạn ạ, đồng hồ rất là nhiều kim cương và rất là nhiều vàng. Đó, bây giờ chúng ta có thể thấy được một số chiếc Rolex nặng full kim cương. Chiếc này là option các bạn ạ, option tức là độ lên đấy. Tôi thì tôi không thích những cái phong cách như thế này lắm. Tôi chỉ đeo một chiếc Patek Chronograph bình thường của Platinum thôi. Vâng, chúng ta đi khám phá. So big one. Right? Yes, big one. 24 and a half. How about the small? The small is, this is used also. 55,000. Và đó là một số hình ảnh cửa hàng mà tôi vừa mới vào tham quan. Về mức giá thì tôi có cảm giác là với những chiếc đồng hồ vàng từ thương hiệu Rolex này hay là Chopa hay kim cương thì mức giá đều có cái giá là cao hơn so với giá mặt bằng chung ở Việt Nam chúng ta qua đó. Đó là có lẽ là hoặc là chúng ta chưa mua nhiều nên là chúng ta chưa có giá tốt, tôi nghĩ là như vậy. Đâu, là chúng ta hãy cùng tham quan một số cửa hàng khác tại đây chỗ này các bạn nhé. Rất là nhiều vàng. Nhưng các bạn có tin không? Rất là nhiều vàng như này, nhưng mà nếu như so với một chiếc đồng hồ Patek Philippe thép hôm vừa rồi đấu giá 31 triệu đô thì một chiếc đồng hồ đấy mua được vài cửa hàng như thế này các bạn. Discontinue model. Yeah, I know. Discontinue. Chain to bracelet. Yes. Gold. Yeah, now gold does not. Và đó là một số trải nghiệm của Gia Bảo Luxury khi tham quan một số cái cửa hàng mua bán giao dịch đồng hồ tại chợ khu chợ vàng Dubai. Thì bộ chung mức giá thì theo như tôi nhận thấy có thể giao dịch được, và những mặt hàng chủ đạo của những cửa hàng này là những chiếc đồng hồ nhiều vàng và kim cương. Có một điểm đáng tiếc mà Gia Bảo Luxury không cung cấp được, đó là tại những cửa hàng này thì đều hạn chế quay camera hay là quay video. Thế là video này các bạn thông cảm cho các bạn xem video các bạn nhé. Hẹn các bạn những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.